Tập trung lắp đèn, lắp đèn, tập trung nè. Rồi đâu, nhà sản xuất đâu, diễn viên của tôi đâu, camera, ánh sáng, âm thanh, phục trang đâu, chuẩn bị hết chưa? Rồi nè, flycam nè, livecam nè, rồi camera là trực thăng là bay qua một cái là livecam, giật lên là móc cái chiếc camera liền. Móc cái chiếc camera xong rồi qua cái trực thăng. Cái con mẹ nè, phục trang cái đậu cũ mà lo mà ôm áo mà kêu đậu cũ à? Con nhỏ xịt khói ở trong chị. Ờ, la ồn như cái gì đó. Thôi đi. Người ta đợi tôi sắp mơ chứ giờ. Nó giác cái búa là phục đạo cụ giống vậy chứ. Đạo cụ gì? Đây, có một người đây, tôi xin giới thiệu. Đây là Ái Ái, giám đốc sản xuất bộ phim của mình. Đây. Để em bưng bà lên. Giám đốc sản xuất. Sở dĩ tôi cầm cái rìu này là tại vì chúng ta chuẩn bị quay một bộ phim. Một bộ phim bom tấn, đầu tư hàng trăm tỷ đồng, mang tên Ba Lưỡi Rìu. Bắt đầu. Cái gì vậy hả? Cái gì mà hả bà đi ra mà thần không về mà voi nó về á, bà tin không? Sao sao hả? Nó dặn bao nhiêu lần rồi hả, ra đây là quăng đồ phụ tôi, mỗi lần bà ra bà đi người mẫu, bà đi thời trang mà tướng bà thấy gớm hả? Tôi nói nghe, tôi với ông á muốn quăng xuống đây để đổi đồ thì ít nhất ông có phải quăng cái gì đó bằng thiết, bằng nhôm. Tại ông quăng đồ mũ không làm sao mà ông đổi được. Ừ, mấy nay giục đồ nhôm đồ thiết xuống hết trơn rồi. Nè, ông mà giục ba cái đồ mũ xuống dưới đó nha. Ông gửi ba cái thứ mà gọi là ni lông mà tái chế lên xài là ung thư luôn đó. Chắc bà mệt quá bây giờ hết tập. Tôi mới kiếm được cái nồi nữa nè. Giục xuống giục đâu vậy? Ông đâu à? Ông đâu? Ông bây giờ mình phải kêu ông lên chứ bây kêu giờ lên nữa kêu hả? Lên hả? Bây giờ bà kiếm cái gì bà giục? Thần đánh gì đâu. Thần đánh gì mà đi. Thần ơi. Ông ơi. Ông thần đánh gì? Thần ơi. Lì cái mấy hôm nay vợ chồng mấy người đứng đây xả đồ xuống dưới sông hoài, ta rất là bực mình. Không, ông dưới sông mình trồi lên hả? Ừ, dưới sông trồi lên ta gọi là hà bá đó ba. Hai vợ chồng mày kêu lên đây tao để làm nhục tao chợ vui. Không, tôi không có làm nhục cái nào ra cái đó. Người ta nói tuần tiên mà dù đẹp mà dù thơm mà đứng kế bên ông thiệt có thiệt có nghe cái mùi mắm dễ sợ luôn á. Hào ở dưới nước cống đồ phải không? Tâm sự nè. Tâm cái sự. Gì? Ngồi đây tâm sự. Bây giờ đổi đó mình không có giá. Cái gì dầu vàng mình cũng ta tính bằng cái gì gọi là gì? Ly. Bằng ly đó. Bây giờ vụ trả cái gì thì đổi lại cái gì ta mới bình tĩnh coi. Ví dụ như bây giờ tôi đưa cái nồi là nó ra cái nồi gì? Bây giờ thí dụ mà đưa cái nồi đồng. Dạ. Hoặc là cái nồi bằng bạc sẽ ra cái nồi bằng vàng. Dạ. Bây giờ mình đưa cái ghế bằng mũ nó sẽ ra cái gì? Cái ghế bằng mũ. Ừ. Trả lại mày cái ghế bằng mũ. Cái gì kỳ vậy, công đồ mũ mày cũng đem mày đổi nó thiệt mày lầy dễ sợ. Nãy tôi nói với ông rồi, ông thảy ba đồ mũ xuống là ông đưa ba cái gì là mà giống như là tái chế đó. Ai chứ không có được nè, riêng đồ mũ với lại đồ nhựa là thần không có thâu. Thần chỉ thâu cái vàng bạc đồng kim loại, nói chung là cái nào có giá. Nhưng mà ví dụ như cái nồi bự cỡ này lát ông trả là cái nồi bự cỡ này không? Cái nồi bự cỡ này ta trả là cái nồi bự y chang cỡ này mà bằng vàng rồng. Đi vô nhà mình có cái giường sắt được không? Hai chồng tay chân khiên cái giường sắt có được không? Được không? Cái giường nổi không? Hai vợ chồng mày tham không phải tham thường. Bỏ. Vừa thôi. Trên bàn thờ có cái lư đồng, bây giờ đổi ra cái lư vàng phải không? Ừ. Ở dưới nhà con có cái lavabo á, bây giờ mình đổi cái lavabo, mình lấy cái lavabo vàng được không? Mày ngu, mày quên coi xin lỗi thần. Mày ngu. Lavabo nó bằng xanh. Ủa vậy hả? Lavabo mày bằng xanh mình làm mà đổi được, mày khùng hả mày? Dạ. Ừ. Tại vì nó ham quá đó, nó thằng nó tham. Rồi giờ quyết định đi, rồi giờ có cái gì đưa đây, thần thâu thần về lẹ nè. Dạ được. Rồi đi. Bây giờ thằng lấy cái bao đi, con bỏ vô. Cái bao. Rồi nhét đầu vô. Dạ rồi. Bây giờ nè, đếm món nè, đếm món. Rồi. Một cái nồi nhỏ. Rồi một cái nhỏ. Một cái chảo ấp la. Chảo một cái ấp la, không dính nha, chảo không dính nha. Chẳng lẽ giờ mày lấy cái vàng không dính? Rồi. Chảo không dính. Cái thằng chồng tôi thiệt. Một cái nắp nồi dạng bít. Một cái nắp nồi. Dạng bít. Một cái nồi hầm áp suất. Rồi. To, đường kính 83cm và chiều dày 5.8 ly. Bây giờ mày cái gì đâu mà tham á, tham vậy thôi. Dạ tham. Một cái chảo có hiệu gì không? Không có hiệu gì. Và một cái tờ phiếu bảo hành.
Cái này được, cái nhà bảo hành là có bảo hành á, dạ có bảo hành cái chảo. Vậy xong ha, hết rồi. Thần thông như món là thần nhớ. Dạ. Về đi. Ông khoan, còn cái thần cái lầy dễ sợ, lấy đồ đi thằng ào à. Tin ông, có cả bịch đồ cho người ta, cha chồng này thiệt à. Thôi sao mà tin được đâu, bây giờ thầy ký nhận giùm con. Nha, ký nhận giùm con. Là bây giờ mình lấy cái gì nè, để con biên vô nồi một cái 27 món rưỡi. Gạo 27 món rưỡi. 27 món rưỡi. 27 món rưỡi. Rưỡi đó là tại vì hai cái chân đèn cầy đó, nó mất hết nửa cái rồi, còn nửa cái. Dạ đúng rồi, thầy ký giùm con nha thần. Thở thiệt, gặp vợ chồng tụi bay tao nhục lắm á. Dạ sao? Tao nhục nhã, mày hiểu không? Dạ. Vợ chồng bây giờ phải ký biên nhận. Ký biên nhận chứ, dạ biên nhận. Thần ơi. Trời ơi, cái gì mà chữ ký đơn giản vậy thầy? Thần đâu có được. Cái gì vậy? Thầy cho giấu tay chứ. Tự nhiên cái một ký xong đâu có được. Rồi bây giờ sao bây giờ giấu tay đứng đi chờ. Thần về nhà thì có vàng, thần đổi cho liền nha. Dạ rồi. Con cảm ơn thần. Cho cái tô dặn cơm nha. Dạ được rồi. Thần đi mạnh rồi. Chào gia đình. Chào gia đình. Tạm biệt thần. Trời cái gì ông thần hôi của dữ vậy trời, cái gì không có lụa hết trơn hả? Nãy ông ra khói mù mịt, sao giờ ông đi sao nó đơn sơ vậy ta? Nói nghe nè. Hả? Chắc có gì chắc cũng hôi của nhà mình trơn, ghế trong lấy luôn rồi. Bây giờ phải tin ông thần đúng không? Tin là vợ chồng mới giàu, hai vợ chồng mình sắp lập tỷ phú rồi. Em ơi, sắp giàu rồi. Sắp giàu rồi. Trời ơi, giàu này phải ăn chơi bung lửa chứ. Đi ba, đi ba, mình phải đi ba chứ. Thường là tôi nghĩ vậy là nó cho tôi nhạc đó. Hết chưa? Hết phần này chưa? Sắp rồi, sắp hết rồi. Chơi bung lửa. Ôm ao quá. Nào đang nhảy mà lao quá vậy? Nè, hai vợ chồng kìa. Tối ngày tới cái khúc sông của ta đứng cười đùa quấy phá không cho ta nghỉ ngơi là sao? Hả? Ông thần, ông vừa phải rồi nha. Ông cho ông hẹn giờ dây thun à. Ông làm gì mà ông leo lên là lâu dữ vậy? Trả đồ tôi đi ba. Khoan. Hai người ra đây. Hai người vừa nói là ta lấy đồ của hai người để đổi cho hai người những món đồ có giá trị à? Đúng rồi. 27 món rưỡi có lấy biên nhận cưng? Có biên nhận đây, biên nhận đây. Đừng có làm vậy. Bây giờ nha, mình là thần thánh. Sẽ lột đồ của ông ra nghe chưa? Nghe chưa? Đây chữ ký của ông Nguyễn Thị Thu Thần. Sao? Hai người bị lừa rồi. Chữ ký này không phải là chữ ký của ta. Nè. Mà hồi nãy hai người gặp một người có giống như ta mà có một đùi phải không? Ông đừng có xạo. Ngoài chữ ký tôi còn treo đến cái ngón tay đàng hoàng chỉ tay nè. Ông thấy chưa? Đưa chỉ tay đi coi. Ta hiểu rồi. Hai người đã bị gạt rồi. Cái người hồi nãy hai người gặp có nhân dáng y như ta, mà có cái mục rùi đó là thằng em họ của ta. Trời ơi, vậy cũng là thần luôn. Vậy ai gặp ai cũng được. Không phải. Nó chỉ là người thu gom dây chai và sắc dụng thôi. Hai người có bao nhiêu tài sản là hai người đưa cho nó, mà hai người không chịu tìm hiểu nguyên nhân. Hay âu cũng là số phận. Thôi thì tham thì thầm. Hay đúng không? Hay đúng không? Hay đúng không? Cái tác phẩm của tôi đã nói anh như thế nào rồi? Ông thần, ông đi ra đây. Ông đi ra đây. Ủa, em làm không ổn lắm hả? Không, em làm tốt lắm. Giỏi lắm. Nha em, ông thần là vai chính, nên đẩy ông diễn nhiều hơn. Ông chồng kia, dạ, bớt diễn lại. Không có cho ông diễn nhiều được. Đây, vai chính, đây. Vừa lắm. Đó, nhiều tiền nhất cho nên phải diễn nhiều. Nó đáng đồng tiền của tôi bỏ ra, anh hiểu không? Ừ, à. Còn gì nữa không chị? À, hai vợ chồng đó là tôi muốn là một cái tình cảm, một cái tình cảm nó sắc son, nó chị trời, vợ chồng em lấy hai mấy năm rồi nó còn sắc son gì nữa nổi chị, giờ nhìn ớn cái bà nội luôn à. Không được, cái vợ chồng son đâu. Ba ly rượu tập 2 bắt đầu. Mỗi khi chiều về em ngồi quăng đồ xuống dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn. Nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương. Thằng ơi, thằng đã nghe giọng hát của con rồi sao? Thằng ơi, đó nè. Thôi, nín bịch cái mặt lại, bịch cái mặt lại. Ông làm cái gì vậy? Ở đây á, cái dòng sông này á, ta cấm cái bảng này lâu lắm rồi nè. Ông dục một hồi nghe, tao lên tao bắt ông đó. Tôi không biết.
xôn xạo hẹn gái được không? Ủa? Hẹn gái ông ra đây ngồi gì? Ngày nào chiều tới trơn, chiều 5 giờ giờ nhà tôi nhà nó nấu khổ cơm cho ông ăn. Ông ra đây ngồi ông hát ha, ông ra đây ông tập hát cái con nào rồi ông nướng đồ ăn ha, thịt khói bay lên ha. Được rồi, ông chê tôi gì? Tôi cúc cưng tận tị hầu hạ dạ vâng ông mấy chục năm, tôi hơn ông có 2 tuổi thôi chứ đâu có nhiêu đâu. Mà ông chê tôi già, ông chê tôi xấu. Có đâu, anh có chê vợ xấu đâu. Tôi sẽ nguyên sinh, tôi sẽ cắn lưỡi. Thôi, đừng em nói chuyện. Không, cái lưỡi. Tôi cắn lưỡi, ông làm phá lấu ông ăn hả? Đừng không, đừng có cơ hội ăn được tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ nguyên sinh. Thôi giờ ơi, đừng có cản tôi, cản tôi là không đúng. Em ơi, Trân ơi. Trời ơi. Anh không thể nào cứu được vợ. Có ai không? Có ai không cứu vợ tôi không? Có ai không? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Đâu rồi? Ở đâu? Ở đâu? Tao nè. Cái gì vậy? Hả? Tối ngày qua khúc xong rồi la ồn ào với thằng thần kinh. Nàng tiên cá ơi, nàng tiên cá ơi. Im miệng lại liền. Ta là thần sông ở đây, ngươi không đọc biết chữ à? Cấm quan trội dứt đồ xuống sông với mọi hình thức à. Tại sao mà vừa dứt con heo xuống cái sông của ta? Dạ không phải con heo đâu, người đó chính là vợ con. Hả? À, vợ mày à? Dạ. Ôi ơi, thần thương con quá. Dạ. Bao nhiêu năm khổ cực. Thôi được rồi. Dạ. Mày biết sao vợ mày bỏ mày rồi đó? Dạ sao vậy? Mày men lên cho tao được học. Dạ được rồi. Con à, vợ con đã té xuống khúc sông của thần. Dạ. Thần sẽ là người chịu trách nhiệm về chuyện đó. Dạ. Ngay bây giờ, thần sẽ cho con một người vợ khác xinh đẹp gấp ngàn lần. Ha 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 ha. Hồ Biển. Người yêu ơi. Nhắm mắt lại con. Nhắm mắt lại con, nhắm mắt lại. Rồi. Rồi đứng yên, tay chân không cử động. Rồi. Mở mắt ra nhìn đi con. Ôi đi con. Rồi. Thần ơi, con là con giục đồ xuống khúc sông chứ con không có giục đồ vô cái lò heo chánh hưng mà thần vẫn là một cái con heo vậy. Không xúc phạm khối lượng cơ thể của người ta. Dạ. Người ta là đàn bà phụ nữ cũng phải trân trọng chứ. Thần qua hai người làm không, quen nói chuyện với nhau không, đi. Con không chịu đâu, con không chịu con bé thần, này đâu. Thần né ra để con xử ảnh. Trời, bé Từ nó bản lĩnh lắm mà. Bé Từ âm mà con. Thần không có biết anh nói như vậy là anh đang khen thầm con đó. Đúng đó. Anh, nhà chúng ta gần lò heo mà. Anh nói như vậy là sao? Hôm nay anh chết với em. Em là một người con gái chưa chồng. Hôm nay em trồi lên mặt nước để em lấy anh mà. Tại sao lại núp em? Thôi tôi không chịu đâu, cô thấy ghê lắm. Cô mà lại đây tôi đập đầu tôi chết đi cô coi. Anh lại đừng vỡ nát trái tim em. Cô mà lại tôi giết cô chết. Không được lại đây. Không được lại đây. Không, tôi anh không lấy chịu em đi. Lấy cô được gì? Anh lấy em lợi lắm. Anh lấy em rất là có lợi. Lợi gì? Anh lấy em về mùa đông em sẽ ấm cho anh. Mùa nóng em sẽ che nắng cho anh. À, cô như là cô là bóng cả đời tôi sao? Cái bóng của em sẽ đè mất cái bóng của anh. Thôi tôi không chịu đâu, cô ghê lắm. Mỗi khi chiều về em thường ngắm bên dòng sông. Thần ơi, con không chịu đâu. Thần ơi. Thần ơi. Thần ơi. Thần ơi. Thần ơi. Thần ơi. Con không chịu đâu. Con không chịu con mập này đâu thần ơi. Đừng ra. Kéo nó ra thần ơi. Sao vậy? Thôi mày quay quá thần ơi. Thôi bây giờ. Thôi bây giờ vậy nè. Thôi bây giờ cô tự lo đi nghe thần rồi mấy tên mày về đây mày để cho bị tắt mày. Thần ơi cứu mẹ. Thần ơi. Anh lớp vô mặt mà. Thần ơi. Kim bắn kim. Thần ơi. Con chỉ cần vợ con thôi. Vợ ơi em ở đâu xuất hiện đây. Em nè. Em đâu? Vợ ơi. Vợ ơi. Em đâu biết bơi nhưng em bơi giỏi vậy. Vợ ơi. Sao nè em. Trên lề à cha. Ông sao diễn hơi quá không à. Ông cứ vậy hoài. Tôi giỡn ông ơi. Ông nên nhớ là tôi là kiện tướng bơi lội mà. Vậy hả? Này tôi phóng xuống đó tôi bơi chó. Vậy hả em? Rác quá. Đang bơi hiểu không? Bơi chó vui chửi ông. Quay qua thấy một vật thể kêu bơi lại. Trời cái gì? Cuối cùng vật thể là cái gì em? Né liền. Phát. Hay quá. Nó lạng qua. Tôi né lại. Phát. Nó lạng lại. Hay quá. Hiểu không? Cái tôi tức quá tôi vừa quay qua đó. Trời ơi nó trôi vào hồng tôi luôn. Em. Tỉnh hồn liền. Trôi vô. Em biết cảm giác em nhớ anh. Anh cũng nhớ em. Bởi vậy cho nên em thả nổi. Em bên đường ngửa em ngắm. Hay trời mà. Đất em quay về.
em thấy là thôi vợ chồng mình có ham hố, mình phải làm bằng sức của mình. Chứ em có ghen mình đâu, em biết mình đi làm cực khổ, chiều mình ra dòng sông mình hớt hở công tiết trong lòng. Nhưng mà đây nó thúi dữ lắm. Đi về đi, đừng có ra đi hít. Đúng rồi, anh cũng xin lỗi em. Em là một người vợ nết na thùy mị, thì em không đẹp nhưng mà em rất là tốt, rất là đáng yêu. Anh nói gì em giận anh à, em đẹp. Em đẹp. Thì mày nít na, em chỉ hơn anh 2 tuổi thôi. Trời, anh cảm ơn em. Vậy bây giờ vợ chồng mình sống bên nhau hạnh phúc suốt đời em nha. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Dạ sắc son rồi đó. Xuất sắc. Dạ sắc son. Sắc luôn. Quá hay, quá hay. Xúc động. Dạ. Quá xúc động. Một cái tác phẩm quá hay. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình có cái tình cảm rồi nè, mình có cái sự hài hước rồi. Đúng. Nhưng mà tôi muốn nói một cái gì đó. Chị, chị là giám đốc sản xuất, chị đâu có kêu mà tôi vậy được. Cái này là em à chị, mà chị phải xưng em. Em ơi. Đúng rồi. Đó. Em làm cho chị một cái kịch bản, nó có một cái gọi đi, là cái gì? Hết hồn. Rồi. Một cái hết hồn vô trong đó. Hết hồn là cái gì? Nó có một cái thể loại gọi là nó kinh dị, nó phải sâu sát nhau, sâu xé lẫn nhau. Mình phải đi ra ngoài cái kịch bản gốc. Em hiểu chị không? Làm đi em. Là sao, là sao? Là sao chị? Là sao? Bây giờ làm đi là chị chỉnh. Đạo diễn rồi, đạo diễn rồi. Rồi rồi. Mình nghĩ, mình sẽ nghĩ. Là hết hồn, hết hồn hay sao? Nè, nè. Nghĩ phụ đạo diễn hay phụ đạo diễn. Đúng. Hết hồn đúng không? Hết hồn. Rồi, tập 3, ba lưỡi diều, bắt đầu. Ông thần ơi, bây giờ con giục diều sắt xuống. Ông cho con diều vàng để vợ con lúc nào cũng bên con nha ông thần ơi. Con năn nỉ ông mà. Gì vậy? Ông đừng có la. Ông có làm gì ông, ông la dữ vậy? Tôi không la. Ông thần hay ông khùng? Ông điên hả? Dạ. Sao? Cái rêu nó mang vô nách nhột quá. Hai. Trời ơi. Cái gì mà mày nặng quá hả? Nó nặng quá. Nặng quá hả? Dạ. Đưa cái rêu đây coi. Thiệt tình luôn hả? Trà. Nè. Cái rêu này. Cái rêu bằng quần, cái quỷ gì mà nó nặng dữ vậy thần? Cái rêu này bằng vàng. Cái điều này tôi bay quăng xuống sông hồi nãy nè. Tôi bay cái thiệt. Thôi bình tĩnh lại đi bà. Mừng á, bằng vàng mà nó nặng vậy đã. Vậy là bao nhiêu ký vàng không Lân? Chắc thần nghĩ là chừng khoảng mười mấy ký còn à. Trời. Nhưng mà nói nghe nè, mấy mốt không được quăng đồ bừa bãi xuống lòng sông nữa nghe chưa. Cái này của tụi con, thôi trả cho tụi con nha. Dạ thần ơi. Ôi thiệt tình luôn. Phá không. Ông trời ngủ ghê vậy trơn. Ôi. Mười mấy ký vàng. Trời ơi bà ơi, kỳ này vợ chồng mình giàu rồi bà ơi. Bà làm gì vậy? Cảm xúc gì vậy? Cảm xúc tột đỉnh rồi. Thì bây giờ sao bây đây? Giờ dục cái gì là ông đơn ông đưa cho cái đó. Hồi nãy cây rìu mười mấy ký, bây giờ đưa mười mấy ký vàng. Bây giờ bà đi đâu vậy? Bà đi đâu vậy? Bà đi đâu? Bà đi đâu? Đi đâu vậy? Trời ơi, kỳ này là vợ chồng mình giàu lắm rồi bà ơi. Trời ơi, hay quá. Ông là đúng rồi. Sao vậy? Tại sao ông không phụ tôi? Ai biết đâu. Hả? Bà tập tạ ở nhà thường xuyên mà. Để tôi nha. Trời. Hai. Thần ơi. Ông Thải sao mà ngay bùng binh của ông vậy? Trời ơi, ở trên thì chấn thương sọ não. Mày thấy hả? Dạ con Thải đó. Sao cùng tạ vàng thần không đem lên mà đem cái cây y chang cũ lên vậy? Và thế là kể từ nay trên dòng sông này không còn một vị thần sông nào cả. Thần! Trời ơi! Thần ơi! Ông thần ông chết rồi, ông cứ dục tầm bậy tầm bạ xuống dòng sông chi. Tuyệt vời! Một tác phẩm quá xuất sắc. Hay không? Bây giờ nha, bữa nay mình chỉ tập như vậy thôi. Dạ, nha. Dạ. Nhưng mà khi ra trường quay, khi quay phim thật là phải có tạ thiệt cho tôi nha anh Diễm Viên ơi. Dạ. Lúc đó là anh đánh dấu giùm tôi vào cái động mạch chủ trên trán anh đó. Cái tạ nó dính như là máu phúng ra liền, máu thiệt phúng ra. Nha. Không được. Tại sao? Đúng rồi. Bây hỏi Diễm Viên đi, xem Diễm Viên chịu cái này không?
Bây giờ như vậy nè, cái kịch bản ngày xưa nó đã cũ lắm rồi. Bây giờ mình làm như vậy phải mất có nhiều người coi, hiểu chưa? Không chị ơi, bây giờ là mình phải làm nó chế nó ra. Lúc đầu là em đồng tình với chị, nhưng mà em cảm giác là cái này cũng giống như tụi mình thấy là em thấy không được rồi đó. Sao không được? Bây giờ ai làm mày muốn để cho tại đè làm đi, em không làm em đi về thôi. Tại sao không làm, có lý do gì? Là cái câu chuyện cổ tích người ta hay lắm. Bây giờ tụi bà cãi biên tầm bậy tầm bạ, bây giờ bà ý mà có tiền muốn làm gì làm mà vừa phải chứ. Tụi tôi là diễn viên, nó phải là con mồi đâu, muốn làm gì làm, tôi không làm nữa. Ở đây. Sổ qua đi. Dạ được rồi, dạ chị đừng cho tệ tà đẹp. Dạ không, chị đừng nói gì hết trơn á, bởi vì em quen cái anh diễn viên chung á, hai đứa em bộ nhau cho nên anh nghĩ em nghĩ. Dạ. Ôi kì vậy. Bây giờ tôi thêm tiền cho anh đóng vai chính luôn. Tôi không cần tiền của cô. Tôi nói cho cô biết, nghệ thuật của tôi hướng tới là nghệ thuật chân chính, không phải những nghệ thuật của cô nha. Bây giờ cô muốn làm đúng không, kêu người khác, tôi không làm. Ôi nhưng mà tôi cho anh tiền nhiều mà, tôi là nhà sản xuất mà, tôi có tiền tôi muốn làm gì làm chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.